ship chưa thuộc khối Schengen. Vậy thì mua nhà hay là đầu tư bất động sản ở đây để làm gì? Và câu trả lời ở đây chỉ đơn giản rằng là bởi vì ship chưa thuộc khối Schengen, do đó anh chị mình còn có thể dễ dàng mua nhà ở đây. Chỉ cần mua một cái nhà khoảng 8 tỷ là ngay lập tức anh chị sẽ nhận được thẻ xanh, thẻ thường trú nhân vĩnh viễn của ship cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và bởi vì ship chưa thuộc khối Schengen nên ship vẫn đang được xem là một trong những cái quốc gia ở châu Âu mà có cái chính sách đầu tư bất động sản đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng nhất ở châu Âu ở thời điểm hiện tại. Và bên cạnh đó thì giới siêu giàu ở trên toàn cầu họ quyết định sở hữu, họ đầu tư, họ mua nhà, mua bất động sản ở ship. Còn có một cái lý do nữa đó chính là họ muốn phân tán cái nguồn tài sản của họ. Họ không bỏ trứng vào một giỏ, thay vì là mua bất động sản ở tại quốc gia họ đang sinh sống thì họ có thể mua thêm bất động sản tại những cái quốc gia châu Âu. Khi mà đồng tiền euro là một trong những cái loại tiền tệ mà có cái giá trị ổn định và lâu bền nhất ở trên toàn cầu. Và dự kiến rằng là năm 2025 khi mà ship đã gia nhập vào khối Schengen rồi thì cơ hội dành cho anh chị không còn nhiều đâu ạ. Do đó những anh chị nào đang mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư để mà có thể mua bất động sản ở nước ngoài, cụ thể đây là bất động sản ở châu Âu, thì hãy nhanh chóng tìm hiểu về cái chương trình mua nhà ở ship anh chị nhé.